Đây là mấy mèo nè. Hôm nay mình sẽ dẫn mấy mèo heo mập đi chơi ở một cái trung tâm thương mại ở bên Nhật này. Thì cái tên của trung tâm thương mại thì nó nằm ở sau lưng mình nè. Thì đây là lần đầu tiên mình tới cái trung tâm thương mại thôi mọi người ạ. Mấy mèo vừa di chuyển tới Kyoto sống thì cái vùng này cũng chưa có đi được nhiều nơi. Mình sợ nó trên Google thì thấy có cái trung tâm thương mại ở gần nhà mấy mèo, nên là hôm nay hai đứa quyết định đi vô đây chơi. Ok, thì mọi người hãy cùng xem tụi mình đi chơi ở trung tâm thương mại như thế nào nhé. Và đây là một cái thương hiệu đến từ Nhật Bản, Uniqlo. Ở đây thì bán đồ nam nữ khá là đẹp và khá là phù hợp với những cái người trẻ trung như là mình. Ok, thì mình sẽ đi dạo vòng vòng ở đây thử coi là hôm nay nó có giảm giá những cái gì không. So với Gu hay là những cái thương hiệu khác ở bên Nhật này thì Uniqlo khá là đắt mọi người ạ. Những cái quần jean như thế này thì giá khoảng 800 ngàn 4 cent nè. Còn bên đây là những áo thun này kia thì ở đây bán rất là đa dạng những cái mẫu mã nha. Và giá cả nó cũng tầm vài trăm ngàn. Đồ hàng triệu thì cũng có mọi người ạ. Ôi cái áo này 1 cent rưỡi 300 ngàn và mọi người có thể thấy ở đây là Made in Việt Nam nè. Chắc là được may từ Việt Nam mà mang thương hiệu của Uniqlo. Vì hiện tại là vào mùa hè nên là mọi người có thể thấy những cái con mannequin hay là những cái hàng hóa ở đây người ta đều trưng bày về mùa hè nha. Toàn là những cái áo ngắn tay như thế này thôi. Những cái đồ mùa đông thì người ta đã cất vào trong bớt rồi. Chủ yếu là sẽ trang trí đây những cái quần áo về mùa hè, những cái bộ đồ thể thao như thế này. Tất nhiên là quần áo nam và nữ nó sẽ để riêng biệt ra hai nơi nha, để cho mình dễ lựa chọn ấy. Cái mèo đang đi qua chỗ bên đồ nữ để lựa mọi người ạ. Đâu? Đâu? Ở đâu? Những cái đỏ đỏ như vậy, cái này là giá mới. Đó thì tùy có cái nó sẽ giảm giá mà. Rất là chuộng mặc đầm váy. Những cái đầm như thế này khoảng 600-800 ngàn. Đó. Mọi người sau khi mà lựa đồ xong sẽ đi thử đồ ở một cái phòng thử đồ riêng nha. Xuống cuối cái đường này nó để cái phòng là fitting room ấy. Tiếng Anh cũng có mà tiếng Nhật cũng có luôn. Thì mình sẽ đi thử đồ ở trong này. Đấy. Xong rồi nè mọi người ơi, thì bây giờ rất là ưng cái này nên là sẽ đi tính tiền. Ê, lấy tiền thỏ đi. Cái đầm này là 3 cent thì khoảng gần 600 ngàn tiền Việt nha.
ở đây có nhân viên tính tiền cho mình. Thường thì những cái Uniqlo như thế này nó sẽ để cho mọi người tự tính tiền, còn ở đây thì có nhân viên tính tiền cho mình. Cái túi luôn hả? Lấy cái túi thì thêm 10 yên, khoảng gần 2.000 nữa mọi người ạ. 3 sen chẳng. Đó, mua thêm một cái túi như vậy là tốn tiền nha. Còn ở bên Việt Nam mình thì lúc nào đó người ta cũng cho mình một cái túi mà. Đó, thói là 7 sen mọi người ạ. Đó, vậy là xong. Ta-da. Sau khi mua quần áo xong, bây giờ mình sẽ qua đây mình mua giày mọi người. Đây là cái thương hiệu bán giày rất là nổi tiếng, ABC Mato, ở bên Nhật này. Bán đầy đủ các loại giày luôn, chung là thương hiệu gì cũng có mọi người ạ. Adidas, Nike hay là Converse, New Balance gì có đủ hết nha. Hai đôi y chang mọi người ạ, Nike. Đôi này 1 man, còn đôi bé mèo đang mang thì là 5 sen. Đây là New Balance. Đây là Nike nè. Toàn bộ là đồ chính hãng không nha, chứ không bên đây nó không có bán cái gì mà đồ nhái hay là F1, F2 gì đâu. Air Max 95. Bên đây là bán quần áo nè, còn bên đây thì chỉ để giày thôi. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. Bây giờ thì khá là khát nước nên mình sẽ ghé vào cái quán Starbucks ở đây mình uống nước mọi người ạ. Vừa hôm trước là mình đi uống ở Starbucks cổ ở Kyoto thì cái món này nè là đá xay chuối với lại đá xay chocola. Thì cái món này là cái món mới mới có ở bên Nhật này. Mình không biết ở Việt Nam nó đã có chưa nhưng mà cực kỳ ngon. Nên là mình quyết định là hôm nay phải đi uống một lần nữa mọi người ạ. Đó thì ở đây là cái quán Starbucks bên Nhật, nằm trong cái trung tâm thương mại. Thì nó nằm ở lầu 1. Lầu tầng 1 là những cái quán ăn và những cái quán cà phê. Lầu 2, lầu 3 là sẽ là bán quần áo, thời trang này kia. Lầu 4 là những cái chuỗi nhà hàng, buffet. Mọi người sẽ order nước ở đây, sau đó là đứng ở dưới này đợi nước ra ở đây nha. Đó, mình sẽ cầm một cái bill và mình cũng sẽ xếp hàng ở đây luôn. Ở đây nó có đánh số cho mình nè. Đấy, thì theo cái hình dích dắt như thế này. Và mình vào đây, mình đã lấy chỗ trước ở đây ngồi rồi. Để một xíu nữa sợ hết chỗ ấy.
Wow. Ta bớt mọi người ạ, à, đá xay chuối rất là ngon luôn. Mùi chuối rất là thơm, có sữa trong này nữa. Cái này là toàn là chuối với sữa thôi. Còn cái này cũng là món mới luôn mà nó là chuối với lại sô cô la, cũng cực kỳ ngon. Khá là ngọt với lại cái vị chuối chua chua với sô cô la. Nói chung là nếu mà ở bên Việt Nam mọi người có cái món này rồi thì nhất định hãy tới Starbucks uống thử nha. Ok, sau khi mà uống Starbucks xong thì bây giờ sẽ đi ăn mọi người ạ. À, mình với bé mèo sẽ đi ăn buffet lẩu ở bên Nhật này. Thì giá buffet lẩu ở bên Nhật này khoảng buổi tối thì khoảng gần 400 ngàn cho một người và chỉ được ăn trong vòng 90 phút thôi. Bây giờ nhân viên nó sẽ dẫn mình vô chỗ ngồi mọi người. Buffet lẩu, lần đầu tiên mình lên đây ăn luôn. Thì hồi trước giờ mình chỉ ăn thịt nướng thôi hay gì thôi. Lần đầu tiên mình đi ăn lẩu. Hồi nãy mình có hỏi là có thể quay video ở đây không mọi người ạ. À? Ở bên này, quán này nó không cho mình quay video. Người ta sợ là quay dính khách hàng rồi này kia, xong rồi up lên YouTube là không được. Nói chung là muốn quay mà muốn up lên YouTube là phải xin phép mấy người mà có mặt trong video này cái kiểu nữa. Nói chung là mình muốn ra ngoài kia mình quay review cho mọi người xem là cái chỗ quầy buffet mà mình lấy rau củ quả miễn phí ở ngoài kia thì nó như thế nào, nhưng mà đi ra ngoài kia thì mắc công gặp quay trúng mấy người Nhật ở đây nữa. Đó nên là mình chỉ ngồi ở đây thôi. Đây là chỗ mình ngồi ăn đây, và mình sẽ order bằng cái máy tính bảng ở đây nha. Đó, thì mình kêu hai phần, mỗi phần là hơn 2 sen ấy. Ở đây có sushi nữa nè, nói chung là có tùm lum la luôn. Còn nếu như mọi người không biết tiếng Nhật á, thì mọi người cứ nhìn hình của mọi người chỉ nó, mọi người nói ok ok là được hết. Đó, thì mình ngồi đây mình đợi xíu, nhân viên nó sẽ mang cái nước lẩu ra cho mình. Mình kêu hai loại nước lẩu. Một loại là hơi cay một xíu bên đây, còn bên này là cái loại nước lẩu mà về đồ biển đồ, nó nấu bằng những con hàu, con sứa biển đồ này kia, mực, tôm đồ. Còn cái này là rau đồ này kia, thì mọi người sẽ đi lấy ở phía bên ngoài. Đây là những cái khay thịt hôm nay mà mình gọi mọi người ạ. Đó. Đó. Thì người ta để từng khay như thế này nè. Và buffet mà mọi người ăn hết thì có thể gọi tiếp thôi. Toàn là thịt bò thôi. Quá trời luôn. Ba cái giống nhau mà mình để nó lên đi. Rồi bây giờ mình sẽ, cái này nó sôi lên xíu nữa thì mình sẽ cho vào trong. Wow. Là cái bàn gọi món ở bên cái quán này mọi người ạ. Thì mình đã gọi hai cái suất hai người lớn trị giá 2 sen tư luôn có tiền thuế, thì tổng là 4 sen tư.
đó. Thì cái quán cái gói mà mình gọi á, nó sẽ gồm những cái menu thịt như thế này đó, nó chỉ có những cái loại thịt như thế này thôi, 1 2 3 4 5 6 nè. Bên này là sushi đồ này kia. Thì khi mà mình muốn ăn một cái thêm một cái loại thịt nào đó, ví dụ như mình gõ vô cái này đó, thì một phần không, mình gọi thêm 2 phần 3 phần 2 phần bấm vô đây đó, thì nó sẽ thêm cho mình đó. Thì mình bấm vô chimon này, mình bấm vô nút này thì sẽ là gọi món và người ta sẽ mang ra cho mình như thế này. Đây mình mới kêu thêm 5 tầng nữa, mình dở lên thử coi. Đó, ở dưới là có thịt thấy không, toàn là thịt bò thôi, xong rồi nhúng vào trong đây ăn thôi. Đây là nước chấm của cái quán này đó, thì mọi người tự ra ngoài kia tự pha luôn. Ở đây thì bếp Mèo ăn hai cái loại nước chấm cũng giống giống như mình nè, thì cũng tự lấy luôn. Trời ơi, thịt ở đây thì cực kỳ ngon và nó rất là mỏng luôn mọi người ạ. Đây cái miếng thịt mình sẽ gấp lên, nó mỏng như thế này nè đó. Thì khi nước sôi mọi người chỉ cần nhúng vào đây để chừng tí xíu thôi, 5-7 giây gì đó là nó chín, là mình đem ra mình ăn được rồi đó. Thì nó sẽ không giống như những cái quán buffet thịt nướng. Buffet thịt nướng thì nó thịt nó sẽ dày hơn xíu, còn này nó làm mỏng mỏng cho mình nhúng vô cho nó mau chín đó. Đó như thế này thôi là chín một miếng thịt bò rồi. Đây là cái cục thịt giống như thịt bằm mọi người, thì nó để một cái khay giống như vậy, kêu một khay nó còn có 4 cục đó. Thì mọi người ăn sẽ lấy cái này sắn ở đây đó. Xong rồi sắn ở đây luôn. Cái giá này để gắp đồ ăn nè, còn cái giá còn lại thì để múc nước. Hiện tại thì mình chỉ còn 15 phút thôi mọi người ạ. Thì lúc mới vào là sẽ là 90 phút nha, thời gian ăn là trong vòng 1 tiếng rưỡi thôi. Trước khi hết 1 tiếng rưỡi thì mình phải ra tính tiền nha, nếu như mà mình ở lại sau 1 tiếng rưỡi thì mình phải trả tiền thêm. Nhưng mà mình cũng chưa bao giờ mình ở lại sau 1 tiếng rưỡi hết trơn á. Bây giờ hiện tại còn 14 phút nào đó, thì mình ăn cũng gần hết rồi. Bây giờ sẽ lấy thêm một ít món tráng miệng cái nữa là xong rồi đi ra tính tiền mọi người ạ. Đây là cái món tráng miệng hôm nay của mình, một cái ly kem thì khá là no nên là một mình ăn thôi. Cái Mèo thì giờ ăn hết nổi rồi. Bữa nay mình ăn hết 4 sen chín mọi người ạ, gần 5 sen là gần 1 triệu luôn. Thì cái quán ở đây tên là Shibuyo gì nè đó. Đây là tiền thối của mình hôm nay. Ok. Trời ơi, no quá trời rồi. Tự nhiên vô ăn tính quay phim review mà nó không cho quay phim mọi người, toàn ngồi tại chỗ review thôi. Bây giờ thì sẽ đi mua thêm một số đồ cho bé Mèo nữa rồi mình đi về thôi. Trời cũng khá là tối rồi. Trước khi về thì mình sẽ ghé vào siêu thị mua một số đồ ăn. Tại vì sẵn đi trung tâm thương mại có một cái siêu thị thì mua đồ luôn mọi người. Chứ bình thường đi siêu thị phải đi khá là xa nên là thôi tranh thủ hôm nay đi ra ngoài đường đi chơi với bé Mèo thì đi mua đồ luôn. Đây là một quả dưa hấu, 5 xị cho một quả to đùng như thế này, khá là mắc. Nó trái nhỏ như vậy thì 300 ngàn, quá trời mắc luôn. Đây là những cái miếng dưa hấu cắt sẵn, cái này chắc 1/8 quá. 1/8 giá 80 ngàn, quá trời mắc. Lúc nào cũng vậy, ở đầu những cái siêu thị thì sẽ là những cái quầy để trái cây và rau củ quả. Có một điều đặc biệt ở cái siêu thị này, nó có bán xoài nữa mọi người ạ. Lần đầu tiên mình gặp bán xoài ở đây, thì một trái là 400 yên, khoảng 80 ngàn. Đây là trái xoài chín nha, nó bé tí à đó. Còn cái này là đu đủ hả ta, cũng 400 yên, 80 ngàn luôn.
thanh long thì 80.000 luôn. Đây là cam, quýt. Đấy, những cái quầy rau như thế này. Cà chua thì một quả khoảng 20-20 mấy ngàn. Đó, khá là đắt. Dưa leo. Mua rau hay gì đó. Cà rốt. Ủa mắc vậy? Ui, túi cà rốt này 300 yên mà có 3 củ à, mắc quá. Ngày mai thử có ăn cháo gà không? Ăn cũng được, không ăn cũng được. Hôm nay thì mình sẽ đi mua khăn giấy. Tại vì mọi người đi vệ sinh toilet ở bên này là phải dài, xài cái khăn giấy mà loại mà nó tan trong nước. Thì vì là bé mèo ở nhà một mình, một nhà nên là tự phải mua khăn giấy hết. Còn mình thì mình ở trong ký túc xá nên là khăn giấy ở kiếp xá mình xài là công ty người ta chuẩn bị cho mình sẵn rồi. Đó, thì mình sẽ phải mua những cái cuộn khăn giấy như thế này. 298. 12 cuộn 300 yên. Khoảng 60 ngàn cho 12 cuộn như vậy. Hôm nay thì hai đứa đi xe giác đại dạy cuộn về để nhận ở nhà xài. Tại vì cái này nó khá là to, nó khá là cồng kềnh nên là rất là khó đi vác về nhà. Hôm nay là cuối tuần nên là mấy cái quầy thịt cá đây đã bán gần hết rồi mọi người ạ. Nói chung thì ở nhà cũng còn thịt khá là nhiều. Nên là nếu mà đi có cái nào nó rẻ rẻ thì mua, còn không có thì thôi cũng được. Thôi nhà còn 10 cái đùi chưa ăn nữa. Đây thịt gà, trời ơi, bán quá trời luôn. Wow. Một khay thịt gà to đùng 58 yên 100 gram một khay như thế này, 600 yên khoảng hơn 100 ngàn. Trời ơi, ăn cả tuần luôn chưa hết nữa. Ở đây là thịt heo. Trời, cái cục này giảm 50%, 40%. 1 sen 2 còn có 768 yên thôi. Cái này trời đất ơi, 298 yên trên 100 gram, quá trời mắc. Đây là thịt bò 140 ngàn cho 100 gram, cực kỳ mắc luôn. Và ở đây với mèo heo đang lựa, ở này có bán xương heo nè. Trời ơi, thịt xương heo này mắc quá mọi người ạ. 198 yên cho 100 gram thì nó mắc gần gấp đôi ở nhà mình luôn. Nhà mình có 110 yên à, 108 yên cho 100 gram thôi. Đây khá là đắt. Nên thôi, mình đi tính tiền thôi. Mua cho bé ăn dưa hấu. Cái gì? Ăn dưa hấu hả? Thì đi ra mua dưa hấu ăn. Cái trứng hả? Ừ nha. Bây giờ sẽ qua lấy một cây trứng nữa. Quên. Ôi, trứng ở đây cũng khá mắc. Rẻ nhất là khoảng gần 40 ngàn cho 10 quả trứng. Cái này cũng to nên là nó mắc hơn xíu. Có rất là nhiều loại luôn. Có những cái trứng khoảng chừng 5-60 ngàn cho 10 quả cũng có luôn. 198, ở đằng kia cũng 198. Ừ, giống nhau mà. Cái nào cũng được. Chắc nhau gì? Y chang nhau à. 10 quả 40 ngàn. Cái nào bự đó lấy. Trời đất ơi.
Rồi. Quá thèm rồi nên cuối cùng cũng phải mua thôi. 80 ngàn cho một miếng tí xíu như thế này. Rồi bỏ vô đây. Mua mà chảy nước miếng luôn. Rồi, đi tính tiền thôi. Đi. Quẹo ở dưới đi, quẹo ở dưới lòng vô không lên. Không biết. Đi, mèo đẩy đi, tao quay. Thì nguyên cái đồ này của mình sẽ lại đây mình tính tiền bằng cái máy này nha. Đó, tổng là gần 2 sen thì mình bỏ vào đây 2 tận sen nè. Nó thối là cho mình 5 yên. Rồi, vậy là xong. Trời ơi, đông quá, không còn chỗ trống đây, mình đi mình bỏ vô luôn mọi người ơi. Một đống luôn. Đây là cái chỗ đợi xe buýt của mình hôm nay để đi về. Thì nãy giờ mình đi kiếm trời đất ơi 15-20 phút mình mới mò được cái chỗ này. Nó nằm tuốt ở dưới tầng hầm mọi người à. Chứ nó không phải nó nằm ở trên mặt đường. Vậy thì đã kết thúc một ngày nữa đi chơi ở bên Nhật này mọi người à. Hôm nay thì đã đi trung tâm thương mại uống Starbucks xong rồi đi ăn lẩu này kia. Cũng đi siêu thị mua được một số đồ đạc. Bây giờ thì khoảng 8 giờ tối mình với mẹ sẽ bắt xe buýt đi về. Ok thì video này cũng khá là dài rồi. Mình sẽ kết thúc video đây và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo nha. Thank you.